Xin chào mọi người, đây là video hướng dẫn công tác quản lý chất lượng trên hệ thống BMS đối với các công trình thuộc nhóm 1 có sản lượng thực hiện trên 60%. Nhóm 1 này gồm hai loại. Loại 1, các công trình đang trình thanh toán khối lượng, và loại 2, các công trình vào giai đoạn cuối chuẩn bị quyết toán. Thì tiếp theo mình xin trình bày về loại 2 của công trình thuộc nhóm 1, các công trình vào giai đoạn cuối chuẩn bị quyết toán. Phương án thực hiện số hóa là thực hiện soát xét và xét thực hồ sơ chất lượng trên cơ sở số hóa danh mục hồ sơ chất lượng đáp ứng yêu cầu của luật xây dựng hiện hành. Thì sau khi mọi người đăng nhập vào hệ thống, ta tích chọn ô BMS, chọn My Project và chọn ô ghi tên công trình mà mình phụ trách. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn một contract work. Ở một contract work, ta sẽ thực hiện công tác quản lý chất lượng trong 3 tab là Checklist Template, Checklist và Quality. Tuy nhiên, đối với các công trình thuộc nhóm 1, ta chỉ cần tập trung chính vào hai tab là Checklist Template và Checklist. Thì đầu tiên, mình xin giới thiệu về tab Checklist Template. Thì đây là nơi lưu trữ hai mẫu checklist về các danh mục hồ sơ chất lượng phục vụ công tác quyết toán. Một checklist có tên là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình được soạn theo phụ lục của thông tư 26 đáp ứng yêu cầu của luật xây dựng hiện hành. Một checklist có tên là diễn giải chi tiết hồ sơ hoàn thành công trình được phòng QAQC biên soạn chi tiết dựa theo thông tư 26 có đính kèm các hướng dẫn và mẫu hồ sơ chất lượng tương ứng để tham khảo. Thì để kích hoạt khởi tạo hai checklist này, ta tích chuột chọn vào biểu tượng Create Checklist hình cái bảng có dấu cộng. Sau đó chúng ta chỉ cần bấm nút Escape để thoát. Như vậy là ta đã khởi tạo xong checklist phục vụ quyết toán. Lúc này mọi người thấy cái giá trị chỉ số trong ô màu cam sẽ tăng lên một đơn vị. Thì khi ta bấm chọn vào ô màu cam này thì sẽ thấy được cái checklist mà chúng ta vừa khởi tạo. Các bạn có thấy là ngày 4 tháng 5 năm 2019. Đây là checklist mà chúng ta vừa mới tạo. Tại đây các bạn có thể khai báo các thông tin liên quan đến checklist như là mã tham chiếu, ngày tháng và các ghi chú. Thì ngay sau khi chúng ta vừa khởi tạo checklist bằng cách tích chọn vào biểu tượng Create Checklist, thì checklist này sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tab checklist, tab mà mình sẽ giới thiệu ngay sau đây. Các bạn vào contract work và chọn checklist. Thì đây là nơi chứa các checklist, cụ thể là hai cái checklist danh mục hồ sơ chất lượng phục vụ quyết toán đã được khởi tạo từ thư viện checklist trong tab checklist template. Là hai cái này. Thì trong tab này, QAQC công trường có trách nhiệm cập nhật hoàn thành các checklist theo thực tế và đính kèm đầy đủ hồ sơ chứng cứ chất lượng tương ứng. Thì để cập nhật và hoàn thành các checklist theo thực tế, đính kèm các hồ sơ chứng cứ chất lượng đầy đủ, chúng ta sẽ tích vào biểu tượng Update Checklist được thể hiện bằng ô màu xanh dương kèm theo chỉ số phần trăm. Thì khi tích chuột vào biểu tượng Update Checklist thì bảng checklist sẽ hiện ra. Thì chúng ta sẽ tích chọn để ghi nhận tình trạng hoàn thành checklist danh mục hồ sơ chất lượng này.
Và để đính kèm hồ sơ, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng đám mây. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách để đính kèm hồ sơ chứng cứ chất lượng, một là upload trực tiếp từ máy tính cá nhân, hai là attach file đã lưu sẵn trong Mi hoặc Share to Mi của hệ thống. Chúng ta chỉ cần chọn cái file đó và bấm nút attach. Hoặc chúng ta có thể attach cho từng dòng riêng lẻ bằng các biểu tượng upload document trong từng dòng checklist. Và các bạn lưu ý, để xem được các hướng dẫn cũng như các mẫu hồ sơ chất lượng do phòng KOC cung cấp để tham khảo, các bạn bấm chuột vào biểu tượng dấu cộng trong ô vuông này. Thì lúc này cửa sổ checklist sẽ hiển thị thêm phần hướng dẫn nằm ở phía dưới cái khu vực này. Và các bạn có thể bấm chọn để tham khảo. Thì các bạn lưu ý về trình tự thực hiện checklist, thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện là checklist diễn giải chi tiết hồ sơ hoàn thành công trình do phòng KQC chọn. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái checklist danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Về vấn đề phòng KQC hỗ trợ kiểm tra hồ sơ chất lượng theo thông báo số 8 của công ty cũng như các trao đổi khác liên quan đến checklist hồ sơ chất lượng giữa phòng QAQC và QAQC công trường, thì tất cả sẽ được hiển thị trong phần comment này. Để hiển thị phần comment, ta tích chọn vào biểu tượng comment nằm ở đầu dòng checklist. Nếu chưa có lời comment nào, thì cửa sổ ghi comment sẽ hiện ra. Chúng ta sẽ ghi các nội dung comment và các ý kiến muốn trao đổi, sau đó bấm nút Save. Thì nếu như đã có được những comment trước, thì khi tích chọn vào biểu tượng comment này thì nội dung trao đổi đó sẽ được hiển thị. Và để tạo thêm một cái comment, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng ở đây. Thì sau khi có dòng comment của phòng KQC và xác thực đầy đủ hồ sơ chất lượng thì nghĩa là checklist của bạn đã được hoàn thành. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.